Hiện nay cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng năng lượng của con người cũng tăng cao. Trong khi đó, một số nguồn nhiên liệu sản sinh năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí đốt cũng bị cạn kiệt dần. Quá trình này không chỉ dẫn tới tình trạng thiếu nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt và sản xuất, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Sử dụng tiết kiệm năng lượng được coi là một trong những biện pháp tối ưu để khắc phục thực trạng trên. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã có nhiều chương trình hành động cụ thể để thực hiện sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng trong đó công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện góp phần nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của mọi người dân các tổ chức đơn vị doanh nghiệp đối với lĩnh vực giao thông vận tải các đơn vị vận tải cũng đã tích cực cải tiến và sử dụng phương tiện tiêu tốn ít nhiên liệu đặc biệt nhiều người dân đã chủ động lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng và thân thiện với môi trường để tiết kiệm nhiên liệu giảm chi tiêu tài chính như xe đạp xe buýt xe khách riêng với lĩnh vực sử dụng tiết kiệm điện năng công ty điện lực vĩnh phúc và trung tâm năng lượng sở công thương đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao ý thức của các tổ chức cá nhân về việc sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm trong công tác tuyên truyền các ngành chức năng đã tập trung thực hiện song song các biện pháp tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi gặp gỡ tập huấn giữa đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng điện trong đó, việc tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng trong các trường học được đặc biệt quan tâm. Từ đây góp phần nâng cao ý thức, nhận thức và thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng ngay từ ban đầu cho thế hệ trẻ. Cùng với tuyên truyền, các ngành chức năng của tỉnh cũng tập trung hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bằng các hình thức như hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp xây dựng mô hình tiết kiệm điện, cải tiến công nghệ, tận dụng nguồn nguyên nhiên liệu tự nhiên để tạo ra nguồn năng lượng. Bên cạnh đó, Việc tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát và hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Phấn đấu năm 2015, Vĩnh Phúc sẽ tiết kiệm vượt 2% sản lượng điện năng thương phẩm, tương ứng khoảng 29 triệu kWh. Trước mắt dự kiến từ 20h30 đến 21h30 ngày 28 tháng 3, tỉnh ta sẽ tổ chức tham gia hưởng ứng giờ trái đất để nâng cao hơn nữa ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng. Thiết nghĩ trong thời gian tới, mỗi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân cần thực hiện tốt hơn nữa công tác này để đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn.